Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Thảo Yên Hoàng Trọng Thị trở lại với tất cả quý khán thính giả. Và bây giờ tin tức mới nhất, Thảo Yên có gì lại trong ngày hôm nay? Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh. Các nhà lập pháp tại tiểu bang Maryland, họ đã vừa thông qua một cái dự luật cho phép những cái nạn nhân bị hãm hiếp mà dẫn đến cái việc mà mang thai từ nay có quyền yêu cầu tòa án ngăn chặn quyền giám hộ của kẻ cưỡng hiếp mình đối với cái đứa trẻ này. Thì từ trước cho đến nay, Maryland là một trong số ít các tiểu bang cho phép kẻ cưỡng hiếp có quyền giám hộ đối với đứa trẻ do nạn nhân sinh ra. Chỉ trừ cái trường hợp mà kẻ cưỡng hiếp này bị tòa phán có tội thì nạn nhân mới được yêu cầu ngăn chặn cái quyền giám hộ. Thì những tiểu bang mà vẫn cho kẻ cưỡng hiếp chia sẻ quyền giám hộ bao gồm như New Mexico, Wyoming, North Dakota, Minnesota, Mississippi và Alabama. Vì vậy, cái dự luật mới này được gọi là Rape Survivor Family Protection, được bà Caitlin DeMise vận động suốt từ năm 2007 cho đến nay và đã được thông qua và hiện đang chờ thống đốc của Maryland ký. Được biết là tiểu bang Mississippi hiện đang chuẩn bị thông qua một cái đạo luật tương tự như Maryland. Có 43 tiểu bang cùng với District of Columbia là có dự luật ngăn không cho kẻ cưỡng hiếp có quyền tiếp cận nạn nhân cũng như là không được quyền chia sẻ quyền giám hộ đối với đứa trẻ. Và một cái tin rất vui cho nỗ lực tiêu diệt bọn ISIS, thưa quý vị, vào đầu tháng Giêng vừa qua, lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ở Syria nhận được các tin điểm chỉ và trong suốt thời gian qua họ giám sát để tìm kiếm những kẻ mà đã xuất hiện trong các đoạn video chặt đầu, tra tấn, và trong số này có hai phóng viên người Mỹ, anh Foley và anh Soloff, tội nghiệp vô cùng. Gia đình của anh đã từng van nài bọn ISIS là hãy tha tội trong lúc mà họ làm việc ở Syria. Thế nhưng quân đội Hoa Kỳ đã bắt được hai tên và họ đã gọi hai tên này biệt danh là The Beatles. Không biết tại sao lại dùng cái chữ Beatles này để nói lên một nhóm ca nhạc sĩ danh tiếng trên thế giới với Paul McCartney và John Lennon. Thế nhưng hai tên này sinh ra ở Anh, một tên đã được xác nhận là Alexander Amon Coty và tên thứ nhì là El Shafi El Sheikh. Hai tên này đã cải đạo sang Hồi giáo và cùng với rất nhiều ngàn người Anh, họ nói rằng có tất cả là 40.000 người ở châu Âu, trong đó có Anh, Pháp, vân vân, đã sang Syria tham gia với bọn ISIS. Trong số này, chúng ta đã nghe giọng nói và quân đội Hoa Kỳ sau khi phân tích đã biết được người đó phải là người Anh. Bây giờ họ đã bị bắt cùng với nhiều cái tên khác. Trong số này, chúng ta nhìn thấy những cái hình ảnh, trong đó có Al-Wazi, cũng là một người công dân Anh sinh ra từ Kuwait và theo gia đình giàu có ở Kuwait sang sống, thế nhưng đã cải đạo sang đạo Hồi giáo và tham gia ISIS. Và cái tin tức này cho thấy rằng cái lực lượng của ISIS càng ngày càng tan rã. Giờ đây thì hai tên này sẽ bị dẫn độ từ Syria để trở về Mỹ xử tội. Mẹ của ký giả Foley hôm nay tuyên bố bà chỉ muốn hai tên này sống suốt đời ở trong tù để nghiền ngẫm những gì mà họ đã làm. Một hình thức để cho thấy rằng là cái chết của con bà là đã coi như là trả thù được những cái gì mà hai tên này đã từng làm cho những người khác. Không những chặt đầu mà hai tên này còn thực hiện những cái vụ tra tấn có tất cả là hàng chục những người ngoại quốc, các ký giả, những công dân Mỹ vì lý do nào đó đã đến Syria tham gia các nỗ lực cứu trợ và loan đi những cái tin tức từ trận địa, và họ đã bị bắt và đã bị tra tấn dã man, nhiều người đã chết ở nhà tù.
Vâng, thưa quý vị, và mới đây thì công ty Macy's vừa tuyên bố là bắt đầu vào ngày 15 tháng 2 trên website của họ sẽ có đưa ra một cái dòng sản phẩm thời trang dành riêng cho phụ nữ Hồi giáo. Và đây là một trong số ít những cái tấm hình đã được những cái tạp chí thời trang họ tìm được. Cái dòng sản phẩm này bao gồm như là áo khoác, khăn choàng, áo đầm, khăn trùm đầu hoặc là những cái quần, nhưng mà nói chung là theo phong cách của phụ nữ Hồi giáo. Được biết là Macy sẽ là hệ thống bán lẻ lớn nhất của Hoa Kỳ đầu tiên tung ra dòng sản phẩm dành cho phụ nữ Hồi giáo. Họ hợp tác với một cái công ty nhỏ có tên là Verona Collection, mà người chủ của cái công ty này là cô Lisa Vogue. Cô từng nhận được một cái sự trợ cấp cho cái việc học ngành thời trang từ công ty Macy, cho nên bây giờ cô hợp tác lại với Macy. Và trước Macy hiện chỉ có Nike là từng tung ra một cái loại giày thể thao dành riêng cho vận động viên để mà mặc chung với hijab mà thôi. Một tên lừa đảo đàn ông Việt Nam và là quốc tịch Anh hôm nay đã bị kết án 21 tháng tù. Thưa quý vị, đây là hình ảnh của ông Nguyễn Như Anh, 54 tuổi. Tên này đó, trong quá khứ họ nói trong suốt 30 năm qua, bởi vì sang Anh Quốc từ thập niên 80 và sống đến giờ này đó, là hắn đổi tên làm đủ thứ để lừa đảo và sống chuyên môn nhờ cái nghề lừa đảo. Sau khi biết được cái đám cháy trong tòa nhà cao tầng Grenfell ở Anh Quốc, thì tên này đã trà trộn vào trong số những người mà xin trợ cấp đó. Thì hắn đã khai với chính phủ là vợ con hắn đã chết trong cái đám cháy trong cái căn chung cư đó, và đã nhận được 12.500 pounds bảng Anh trợ cấp của chính phủ trong lúc mà cái vụ kiện đang diễn ra. Và thậm chí bức ảnh cho thấy rằng ông đến bắt tay Thái tử Charles nữa. Hôm nay đáng đời đã bị giam cầm, thưa quý vị, 21 tháng tù. Người thứ nhì là Nguyễn Phước Hùng hay Nguyễn Phước Hưng. Tên này đó là họ cười, và cảnh sát nói rằng cái người mà vẽ phát họa cái bức ảnh này, quý vị tưởng tượng xem, phát họa cái bức ảnh này mà cuối cùng cảnh sát đã tìm ra cái người này cũng là một người gốc Việt, thì hai cái hình này không có giống cái gì nhau cả, mà không biết vì lý do nào họ tìm ra được tên này. Thế nhưng họ chỉ mới tìm được cái nguồn gốc để mà truy lùng hắn thôi. Bản tin ghi nhận đó, cho đến giờ phút này thì Nguyễn Phước Hùng hay Nguyễn Phước Hưng là cư dân của thành phố Lancaster, tiểu bang Pennsylvania, và hắn đang bị truy lùng và chắc chắn thế nào cũng bị bắt, có chạy đàng trời với cảnh sát Mỹ, thưa quý vị. Và đó là các bản tin đáng chú ý trong phần tin tức ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Kính mong quý vị giữ nguyên băng tần 56.7 theo dõi các chương trình thường lệ của đài. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.